Để đúng đang quay đó. Rồi mình thấy chưa, mình thấy sản phẩm người ta treo ta không bán chưa, đó đồ ở phía sau người ta treo thì mình cũng không bán gì được nha. Đặt cái loại này nó bán nước uống cà phê ha. Rồi những chiếc kia đó mình thấy treo nhiều sản phẩm không ạ, tức là người ta bán hết tất cả những gì đó đại trà thì nó treo lên hết nha, mọi thứ. Đây là hết chợ rồi nha, đó là những chiếc què đó ta đậu người ăn sáng thôi. Hết chợ, bây giờ mình sẽ quay ngược trở lại. Hôm nay không thấy chiếc kia nào bán sầu riêng luôn. Okay. Hết chợ ạ. Những chiếc bè đó là bán về ăn sáng thôi. Bây giờ chúng ta mình tranh thủ về đây, đám mây trên đầu này mưa quá, chạy về không kịp rồi. Mang cột, chôm chôm. Người ta chạy theo đó. Thằng chạy theo. Thì đúng là bây giờ mình sẽ quay ngược lại, quay ngược lại đó. Mình mới quay ngược đó. Còn cái xoài đó tươi nè. Xong đi sâu giống trong trong mã chúng ta. Về gia đình nha. Bây giờ quay ngược các bạn thôi, để mưa mình về không kịp á. Đám mưa quá trời đám mưa này. Và hôm nay thì sầu riêng trái cây là ít. Nhà mình ăn sáng buffet tại khách sạn nhiều món. Nếu mà chúng ta làm ăn sáng tại khách sạn nhiều ít món thì chúng ta có thể là mình ăn sáng ở trên tàu. Ở đây họ có bán ăn sáng trên tàu á. Mọi người gặm tô hủ tiếu cũng kêu ăn để trải nghiệm. Rồi về gia đình nha, về khách sạn mình ăn sáng nha. Mưa tới rồi. Để không sợ về không kịp. Dạ. Bye bye.
găng là gì? Cái găng là xuất phát theo tiếng người Khmer, gọi là từ cà ràng. Cà ràng có nghĩa là cái bếp lò, cái bếp lò để mà nấu cơm, nấu nước, nấu cá này kia rồi đó. Mà ngày xưa là bằng củi thôi. Thì khi mà đi bằng sông nước này ghe ta đậu lại thế, ta nấu đầy quá, đầy bằng cho quá, ta gàn cho đi bỏ hết. Cái gọi là từ cà ràng. Cà ràng nhưng mà do người dân miền Tây phát âm thành từ cái răng. Hay là nghe. Nhưng có địa danh là cái răng. Hay có chuyện thiết khác thì ta nói là ngày xưa vùng này có một cái đám cưới. Trên đường đi nước Châu về thì cô dâu bị con cái xấu nó to quá và nó tấn công cái đoàn đám cưới đó và giết chết cô dâu. Thì là chú rể mới tập trung một số thanh niên trong vùng này để mời